Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe hatchback hạng A nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota Wigo phiên bản 1.2G. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2018, nhập khẩu về Việt Nam là 2019. Đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký từ năm 2019 ạ. Thưa với quý vị các bạn, với chiếc xe Toyota Wigo thì phiên bản này là phiên bản 1.2G, tức là phiên bản số tự động quý vị các bạn nhé. Và chia sẻ với quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì mới lăn bánh được 3.8 km thôi và đã được chủ xe độ lên rất là nhiều đồ. Nhìn về bên ngoài thì quý bạn thấy đấy ạ, chủ xe đã độ thêm là gương chiếu hậu là gập điện auto, tức là khóa cửa là tự gập điện nhé. Thứ hai là giá nóc này và body kit thể thao quanh xe. Bên trong thì chủ xe cũng đã độ thêm là đề nổ start stop, khóa thông minh, là khóa thông minh, đề nổ start stop và cảm biến lùi, camera lùi và rất là nhiều option khác mà chủ xe cũng đã độ thêm cho chiếc xe này vào, cũng rất là nhiều tiền quý vị và bạn nhé. Với chiếc xe Toyota Wigo 2019 này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ máy móc và tất cả là còn nguyên bản quý vị nhé. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 335 triệu đồng. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Wigo 1.2G số tự động này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Wigo này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Wigo phiên bản 1.2G số tự động 2019 này ạ. Mời quý vị và các bạn.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Toyota Wigo 2019 phiên bản 1.2G số tự động ạ. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2018, nhập khẩu về Việt Nam là 2019, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký năm 2019 ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ, máy móc, tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản cho quý vị và các bạn. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 335 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Wigo 1.2G 2019 nhập khẩu này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.